em thân mến, ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau học bài bản chi chiến. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các em bước đầu thuộc được bản chi chiến và vận dụng được bản chi chiến trong giải toán có lời văn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thành lập bản chi chiến và vận dụng vào trong các bài tập. Trước khi thành lập bản chi chiến, các em cần nhẩm và nhớ lại cho cô bản nhân chiến. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học thành lập bản chi chiến dựa trên các kết quả của bản nhân chiến. Các em nhớ lại bản nhân chiến. Trên mẫu tấm bìa cô có 9 chấm tròn. Như vậy nếu cô có 2 tấm bìa thì sẽ có bao nhiêu chấm tròn? Như vậy chúng ta thấy là 9 được lấy 2 lần thì 9 nhân cho 2 bằng 18. Cô có câu hỏi ngược lại. Nếu như cô có 18 chấm tròn và mẫu tấm bìa như thế có 9 chấm tròn thì cô lấy được trên bao nhiêu tấm bìa? Như vậy cô sẽ lấy 18 chia cho 9 thì cô sẽ tìm được là trên 2 tấm bìa. Như vậy dựa trên phép nhân của bản nhân chiến thì cô thành lập lại được phép chia của bản chi chiến. Như vậy 9 nhân 2 bằng 18 thì 18 chia cho 9 sẽ bằng 2. 18 chia cho 9 bằng 2. Tương tự như thế, trong bản nhân chiến, nếu như cô có một tấm bìa có 3 chấm tròn và cô có 3 tấm bìa như thế thì cô có bao nhiêu chấm tròn? Như vậy chúng ta có phép nhân là 3. 9 nhân cho 3 bằng 27. Như vậy nếu cô có câu hỏi ngược lại là cô có 27 chấm tròn, biết mỗi tấm bìa có 9 chấm tròn thì cô có mấy tấm bìa? Thì cô sẽ thực hiện ngược trở lại bằng cách lấy 27 chia cho 9 thì cô sẽ tìm được là bằng 3 tấm bìa. Như vậy 27 chia cho 9 bằng 3. Tương tự như thế, dựa trên bản nhân chiến mà chúng ta đã học ở những tiết trước, các em cũng có thể thành lập được bản chia chiến. Như vậy 9 chia 9 bằng 1, 36 chia 9 bằng 4, 45 chia cho 9 bằng 5, 54 chia cho 9 bằng 6, 63 chia cho 9 bằng 7, 72 chia cho 9 bằng 8, 81 chia cho 9 bằng 9 và 90 chia cho 9 bằng 10. Như vậy để thuộc lòng bản chi chiến cũng rất là đơn giản. Các em thấy là thường trong bản chi chiến đều là có số tăng dần từ 1 đến 10. Số chia trong bản chi chiến đều là số 9 và số bị chia trong bản chi chiến là các số có tổng hai chữ số bằng 9. Và này tăng dần từ 0, chữ số thứ nhất trong số bị chia tăng dần từ 0 đến 9 và chữ số thứ hai trong số bị chia giảm dần từ 9 đến 0 và tổng các chữ số đều có kết quả là bằng 9. Như vậy vận dụng tính chất này các em có thể học thuộc lòng bản nhân chiến, bản chia chiến rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng bản chia chiến vào trong việc giải toán. Trước khi giải toán các em nhẩm lại bản chia chiến một lần nữa để học thuộc lòng. 9 chia cho 9 bằng 1, 18 chia 9 bằng 2, 27 chia cho 9 bằng 3, 36 chia cho 9 bằng 4, 45 chia 9 bằng 5, 54 chia 9 bằng 6, 63 chia 9 bằng 7, 72 chia 9 bằng 8, 81 chia 9 bằng 9 và 90 chia 9 bằng 10. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vận dụng bản chia 9 vào giải toán. Bài 1 yêu cầu tính nhẩm. Các em nhẩm lại toàn bộ các kết quả trong bản chi chiến và chúng ta điền vào đây. Như vậy chúng ta sẽ lần lượt có các kết quả là 18 chia 9 bằng 2, 45 chia 9 bằng 5, 9 chia 9 bằng 1. Tương tự như thế, chúng ta có kết quả là 3, 8, 10, 6, 4 và 9. Chúng ta thấy đây là các phép chia trong bản chi chiến nhưng mà thứ tự người ta đã xáo trộn. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu cuối cùng là 63 chia cho 9 bằng 7, 63 chia cho 7 bằng 9, 72 chia cho 8 bằng 9. Chúng ta nhắm lại bản chia 7, bản chia 8. Bài tập 2 yêu cầu tính nhắm. Câu đầu tiên, 9 nhân 5 bằng 45 chia 9 bằng 45 chia 5 bằng. Ta thấy là 9 nhân 5 bằng 45, 45 chia 9 bằng 5 và 45 chia 5 bằng 9. Như vậy chúng ta thấy là khi lấy tích chia cho thừa số này, ta sẽ được thừa số kia. Vận dụng tính chất này chúng ta cũng sẽ tìm được ở câu tiếp theo là bằng 54, 6, 9 và ở câu cuối cùng là 63, 7 và 9. 72, 8 và 9. Bây giờ chúng ta còn chuyển sang bài tập 3. Có 45kg gạo chia đều vào 9 túi, hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo. Bài này rất là đơn giản, các em có thể tóm tắt bằng sơ đồ. 45kg gạo chia vào 9 túi,
và hỏi một túi như thế có bao nhiêu kg gạo. Như vậy dạng toán này chúng ta đã học ở lớp 2 rồi. Muốn tìm mỗi túi có bao nhiêu kg gạo thì các em sẽ lấy 45 chia cho 9 và ta sẽ tìm được mỗi túi có 5 kg gạo. Bài tập 4. Bài tập 4 tương tự như bài tập 3. Có 45 kg gạo chia vào các túi. Mỗi túi có 9 kg, hỏi có bao nhiêu túi gạo. Như vậy bài 4 tương đồng với bài tập 3, tuy nhiên người ta lại giấu đi các túi và yêu cầu chúng ta tìm là có bao nhiêu túi gạo. Như vậy tóm tắt bài này các em có thể tóm tắt bằng lời: mẫu túi là có 9 kg gạo và 45 kg thì có bao nhiêu túi. Bài này các em có thể tìm được số túi có tất cả là 5 túi gạo. Như vậy vừa rồi có được hướng dẫn các em thực hiện các bài tập trong sách giáo khoa. Bây giờ các em hãy sử dụng phần mềm SciBook để làm các bài tập còn lại. Bài 65, bảng chia 9. Bài tập 1. Một số. Em kích vào nút học sinh làm bài để thực hiện điền số thích hợp vào ô trống. Bài tập 1 đều là các cái của trong bảng chia 9 mà các em vừa học. Bây giờ các em sẽ nhận lại chia 9 mà mình vừa học để điền kết quả thích hợp vào. Như vậy 9 chia cho 9 bằng 1. Các ô trống đều nằm ở vị trí thương. Và đó chính là kết quả của phép chia trong bảng chia 9. 18 chia 9 bằng 2. Tương tự các em thực hiện với kết quả cuối cùng. 10 chia cho 9 bằng 10. Chúng ta chuyển sang bài tập 2. 2. Tính nhẩm. Cô mời các em kết vào nút học sinh làm bài để thực hiện tính. Biến nhân cho 6 bằng 54. 54 chia cho 9 bằng 6. 54 chia cho 6 bằng 9. Chúng ta nhận thấy là khi lấy tích chia cho thừa số này, ta được thừa số kia. 54 chia cho 9, ta được thừa số còn lại là 6. 54 chia cho 6, ta được thừa số còn lại là 9. Tương tự áp dụng quy tắc này, các em hãy làm 3 cột còn lại. Cô mời các em chuyển sang bài tập 3. 3. Có 27 lít dầu, rót đều vào 9 can. Hỏi, mỗi can có mấy lít dầu? Như vậy để tìm số lít dầu trong một can, thì chúng ta sẽ lấy số lít dầu trong 9 can là 27 lít. Chia cho 9. Em kết vào nút học sinh làm bài. Số lít dầu trong một can, chúng ta lấy số lít dầu ban đầu. Chia cho 9. Và em sẽ tìm được là 3 can. 3 lít, mỗi can như vậy. Có 3 lít dầu. Sau khi làm bài xong, các em có thể kích vào nút kiểm tra để đánh giá của bài làm của mình. Cô mời các em chuyển sang bài tập 4. 4. Có 27 lít dầu, rót vào các can. Mỗi can có 9 lít dầu. Hỏi, có mấy can dầu? Để thực hiện làm bài này, các em kích vào nút học sinh làm bài. Như vậy, chúng ta đã có một can là 9 lít và 27 lít. Không biết rốt vào bạn bao nhiêu can. Thì các em sẽ lấy 27 lít. Chia cho 9, vận dụng bảng chia 9 ra vừa học, chúng ta sẽ tìm được là 3 can dầu. Sau khi làm xong, các em có thể kích vào nút kiểm tra để đánh giá kết quả bài làm của mình. Các em thân mến, bài học đến đây là kết thúc rồi. Về nhà các em hãy sử dụng phần mềm SciBook để hoàn thành những bài tập còn lại và ôn lại bảng chia 9 và vận dụng vào giải toán có lời văn. Cô thân chào tất cả các em.